Đây là bài viết 5 vị tướng tài ba nhất lịch sử Việt Nam, phần 3 của tác giả Dũng Phan. Còn người đồng hành với các bạn trong bài viết này ngày hôm nay là mình, Pink Dot. Hãy bắt đầu thôi nào. Vạn Thắng Vương, Đinh Bộ Lĩnh. Trong chúng ta hẳn đã được ít nhiều xem về điện ảnh Trung Hoa hoặc đọc về tác phẩm Đông Chu Liệt Quốc thời Xuân Thu kể về cuộc tranh hùng của 7 nước Tần, Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy và kết thúc bằng thắng lợi của Tần Thủy Hoàng, cũng là hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Một tác phẩm đổ sộ những mưu kế chập trùng và những trận đánh hấp dẫn. Nhưng có bao giờ người Việt chúng ta biết được chúng ta cũng có một thời kỳ lịch sử bi tráng như thế, và cũng có một người anh hùng khai thiên lập quốc, dẹp loạn cát cứ như thế. Đó chính là Đinh Bộ Lĩnh, hoàng đế đầu tiên của đất Việt. Và nếu dựng thành phim thì câu chuyện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân cũng hoành tráng nào kém gì câu chuyện Đông Chu Liệt Quốc. Ông rất giống Tần Thủy Hoàng về bản lĩnh và sự lạnh lùng. Năm 968, sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh lấy tước hiệu là Đinh Tiên Hoàng Đế, đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt. 3 năm sau, lấy niên hiệu là Thái Bình để biểu lộ ý chí độc lập với Trung Quốc. Trước ông, các vị vua Việt Nam đều lấy niên hiệu theo Hoàng đế Trung Quốc. Để lập trật tự đất nước sau thời gian bị xáo trộn, nhà vua ban hành luật pháp cực kỳ nghiêm khắc. Các trọng phạm sẽ bị ném vào vạc dầu sôi hoặc làm thức ăn cho thú dữ. Nhờ vậy mà đất nước ổn định. Nhưng Đinh Bộ Lĩnh hơn Tần Thủy Hoàng ở tài năng cầm quân ra trận. Tại sao tôi xếp Đinh Bộ Lĩnh vào hàng tướng tài? Bởi ông không chỉ là một vị vua vĩ đại của dân tộc, mà còn là một người ngồi trên lưng ngựa đánh đông dẹp bắc. Một người vừa có tầm nhìn của hoàng đế, vừa có cái xuất chúng của tướng cầm quân. Ông là Vạn Thắng Vương, vị vua trăm trận trăm thắng, vị vua đích thân cầm quân ra trận, vị vua sắp đặt mưu kế và tiêu diệt kẻ địch. Tâm của ông đã hiển hiện từ khi còn nhỏ. Những đứa trẻ cùng thời khoanh tay làm kiệu cho ông, lấy tre làm giáo, lấy cỏ lau làm cờ, theo hiệu lệnh của ông tấn công lũ trẻ làng bên cạnh. Và khi lớn lên, ông thể hiện cái tài của mình dưới trướng Trần Lãm. Trần Lãm mất, ông nắm quyền, Mộ Quân cùng với con trai Đinh Liễn, các hạ thần Lê Hoàn, Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Phạm Hạp, Phạm Cự Lạng, được gọi là Giao Châu Thất Thùng, cùng nhau chinh phạt 11 sứ quân còn lại. Ông đánh gọn Lữ Sử Bình và Kiều Công Hãn ở triều đình Cổ Loa, chuyển mục tiêu sang đánh sứ quân Đỗ Cảnh Thạc ở Đại La. Đó là sứ quân mạnh nhất. Ban đêm ông bao vây bốn mặt, tập kích vào trại, khiến đầu đuôi không cứu được nhau. Đánh sứ quân Nguyễn Siêu, ông dùng hỏa công đốt doanh trại. Đánh sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp, ông tập kích quân Lương, vừa vây vừa diệt. Đối với các sứ quân nhỏ hơn, ông mặt giáp mặt, điều binh khiển tướng, chém ngay trong trận. Nhưng không chỉ đánh, Đinh Bộ Lĩnh còn dùng các kế sách để chiêu hàng để không tốn xương máu quân sĩ. Mưu đồ chính trị trong các chính sách chiêu hàng của ông cũng rất cao, lực lượng non yếu, ông liên kết với sứ quân Trần Lãm. Đối với các sứ quân hậu duệ của nhà Ngô, ông chiêu hàng chứ không đánh để lấy lòng thiên hạ. Và tin nổi không, Đinh Bộ Lĩnh chỉ cần 3 năm để thống nhất đất nước từ năm 966 đến năm 968. 3 năm của ông có giá trị liên thành cho vận mệnh của dân tộc. Vì đó là thời điểm nhà Tống vừa duỗi chân đến Quảng Châu và tiêu diệt Nam Hán, chuẩn bị kéo xuống nước Nam ta. Nhưng khựng lại khi Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh xưng đế, tạo độc lập cho dân tộc. Ông là một nhà chính trị kiệt xuất, người đặt nền móng cho đất nước hôm nay. Người đã chấm dứt cảnh nổi da sáo thịt của dân tộc. Nhưng ông còn là một vị tướng tài ba và đáng nể, một vị tướng trăm trận trăm thắng, một vị hoàng đế mang ý chí của nhân dân. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!